Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Ok, và mình là Phong DZ TV đây. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip mở 50 cái capsule, với lại mình là mới qua được cool lần rồi nhưng mà cool lần nhầm. Đọc nó hơi bị lớn một xíu. giọng nó sắp bình thường trở lại rồi đấy. Nói chung là mấy hôm nay là đang giữ giọng. Ok, hiện tại là trong hành trang chả có cái méo gì. À còn cái giáp xin này. Thôi. Mình chỉ cung cùng nỗ thôi để mình úp anh em ạ. Đấy, xem là sẽ đầu tiên là mình sẽ cởi hết cái này ra. Đó, mình sẽ cởi hết cái này ra nha. Full chưa? Ok, full rồi. Bung cùng nỗ là vàng gốc là có 11 triệu nhá. Đấy thì mình bảo bằng nhượng bạn nhà nhỏ một xíu. Ok. Rồi. Cùng nỗ đi em. Tôi chỉ cần cùng nỗ thôi. Bật chít lên X10 bung nhượng là dễ này. 11 triệu với lại ba cái cùng nỗ nhá. Đấy, ok anh em xem nào. Xem là sẽ được cái gì đâu. Ui, toàn vàng thôi. Ôi vãi cứt. Đùa chứ. Đậu mé cho nó. Ôi vãi toàn vàng thôi. Đéo có cùng nộ. À đây có cùng nộ rồi. Cùng nộ rồi. Đúng rồi, cùng nộ đây. Tôi đang cần cùng nộ. Cùng nộ với vàng cũng được. Ok, 20 triệu. What the fuck. 20 triệu. What the fuck. 9 cùng nộ rồi. À 10 cái. 20 triệu rồi. 50 triệu đây em ấy. 50 triệu đây. 50 triệu. Còn bao nhiêu cái? 16 cái. Yên tâm, 16 cái. Xem mới này tỷ lệ ra chắc là ngon hơn đấy. Đó, 12 cái cùng nộ rồi, 2 tiếng. Rồi, 22 triệu, đậu mé vàng đây là vàng. 28 triệu, vâng, quá ok. 38 triệu, what the fuck? What the fuck? Đậu mé, what the fuck, James? 38 triệu, wow, thật là con số kinh khủng anh em ơi. Vâng, quá là chất, quá là đẳng cấp, quá là kinh khủng, khá là ok, khá là phê. Ôi ôi, 12 cái cùng nộ. Đậu mé cũng cần cùng nộ và vàng khá là nhiều luôn. Phiêu vãi lèo. Phiêu vãi. Ok, qua cooler úp này. Nào anh em chiến thôi. Đây, mình qua là cooler rồi đây. Nào, bật tự động điện tập lên. Bật tự động điện tập lên nào. Ok, qua cánh đồng tiết. Phê vãi cứt. Đậu mé, phê vãi cứt. Phê vãi cứt. Nào, cắm vệ tinh nào. Ok, cắm vệ tinh thôi. Nào, chiến thôi. Ok. Ok, cắm vào đây. Yes. Nào, quẩy nào. Ok, cho anh em xem luôn nhá. Mặc dù nó đéo hiện cái phút này, đéo hiểu tại sao. Ok, 16 tỷ 2. Cố gắng lên 17 tỷ 9 mở giới hạn. Mình còn dư 8 tỷ điểm năng này. Khá là nhiều đấy. Ok. Ok, và bây giờ mình sẽ quẩy. Ok. Ok và ok. 16 tỷ 2. Chuẩn men mở nội tại Garlic 15% nữa này. Hôm nào mình sẽ làm clip mở nội tại khác đi. Nên để nội tại này để úp. Khá là ok đấy nhỉ anh em nhỉ. Khá là feel ngon. Tem mà được siêu quái được 166k một hit. Nó hết x2 rồi. Nếu mà hết x2 hơn triệu. Nhưng mà Kame được 2 triệu nữa cơ. À đâu ăn tôi chứ. Này. Được 500k rồi này. Ôi sao ít thế. Có gì đó sai sai. Cái găng này hiện tại đang là găng VIP C7 nha anh em. Găng VIP C7 đấy. Khá là trâu bò đấy. Đầu tư không biết bao nhiêu tiền rồi mới được một cái găng như thế đấy anh em ạ. Nên là anh em nào cần mua thì liên hệ mình. Khi nào mình úp xong đã. Khi nào mình úp xong rồi Thì mình sẽ bán lại cho anh em nha. Có thằng nào chỉ mình đây. Mấy thằng chó nào chửi đây. Hôm qua làm cái clip chửi thằng đó nhỉ. 18 củ hành ấy. Bịt mẹ. Chết đường sống của anh em. Đậu mẹ nó. Súc vật có khác. Bọn nó ăn bênh cơ. Báo uy tín. Thằng đấy lừa đảo ngầm nha anh em. Chục vụ nó làm 2 vụ. Không, anh em không thể biết được. Những anh em nào ra thì uy tín ấy. Thì anh em nó chơi 10 vụ thì nó lừa đảo tạo, nó lừa đảo 2 vụ, nó uy tín 8 vụ đấy, nó chơi kiểu mất dạy đấy cơ. Địt mẹ như thế là lừa đảo ngầm. Cá xe 7 trừ ở đấy mà bênh động ấy. Dạ mình làm clip chửi cả mình, đã hiểu tại sao địt mẹ mình nói đúng mà bị chửi. Nhưng mà chửi chắc là mấy thằng ngáo rồi. Đéo hiểu câu chuyện. Cứ thấy giá rẻ làm nó bị lừa đảo. Cứ xin thêm cái nick nữa. Mẹ. Mà dậy lắm anh ạ. Đúng là mẹ cái lừa đảo ngầm này thì mẹ anh em là không thể nào tránh được.
cứ thấy mẹ bọn nó tung hô mà nó là không chơi Facebook em ạ. Đấy, đỡ chơi Facebook cơ. Đi mẹ. Súc vật. Bây giờ là úp thẳng lên 39.9 thôi. Đấy, không là mấy hôm nữa là nó đóng chốt, là nó đóng tốt vào rồi. Hôm nào làm clip leo siêu hạng với lại đi dương cấp 11 chẳng biết là đi được không. Nữa mình ép cái găng lên 2 sao mình ốp sự đánh nha. Zalo của mình là 0162974595. Anh em nào làm đệ thì liên hệ. Làm đệ bán vàng nha, bán vàng X120 cạc và X150 để cái số rẻ. À, mua nick thì mọi người lên suotphongdzv.com, mình sẽ để link ở dưới comment nhé. Đấy, mình sẽ để link ở dưới comment. Đó, ok. Đậu xanh. Mình thì từ từ thì mình sẽ ấy, mình sẽ cập nhật lại nick cho anh em. Nick xe 7 sắp có đấy anh em ấy nhá. Ok. Đấy, úp thì nó chỉ được ít này thôi. Nó hết x2 rồi anh em ạ, chán vãi. May là có cùng nụ mà úp đấy. Đấy anh em nào cần làm đệ mua vàng thì có thể liên hệ với mình. Mua nick thì lên web mình nhá. Mình chuẩn bị cập nhật nick CA7 đấy. Chắc là hết mấy hôm nữa là sẽ có nick bán cho anh em. Ok. Ok thôi, bye bye. Xin cảm ơn từng clip ở đây. Đấy, xong nhiệm vụ qua cô là nhàn hẳn. Ok, bye bye mọi người, nhớ like, subscribe, đăng ký mình, giúp mình lên 80k, sắp làm event 1.500.000 nhá. Đấy, làm event quẩy cho anh em, cứ cán mốc phát là làm event. Ok, thôi bye bye.